Ta nói ra đây là các ngươi phải chọn một ai gì sao đây gọi ai anh thành mối tình ly tan một là ta về quê cũ một mình còn hai là hôn nhân sẽ tiếp tục tự hành có gì đâu mà nhà ngươi phải chọn cứ giết ta rồi thì không lên đường vui ông nói đi điều ông quy định con đường nào ông đã chọn cho ông một là ta dạy tôi nàng cùng ra bỏ trốn đi xa vì một phương trời chú định còn ai là ra phải chết đi để cho ta không còn nhìn thấy nữa vì trong cuộc hôn nhân không thể đi có năm thôi được rồi, vậy thì ngã xuống đêm nay.